Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu tinh dầu lá dứa. Đây là cây lá dứa, hay gọi là cây lá thơm đó. Cây lá dứa, cây lá thơm, mình chả rõ là cái tay nào đúng, tay nào sai. Lát mình hái vào, nấu tinh dầu cây lá dứa này. Rồi các bạn thấy không? Đây này các bạn, đây là cây lá dứa mình đã cắt rồi. Thì mình trồng một năm được từng này cây lá dứa này các bạn. Không biết nấu được bao nhiêu tinh dầu. Chỉ vài bụi thôi, mình trồng vài bụi ở phía trước thôi. Một năm đó các bạn, được từng này. Cắt bỏ vào nồi nấu các bạn. Mới cắt được một phần tư của cái hồng. Từng đó lá dứa mà vẫn chưa đầy các bạn. Vẫn còn khúc. Chưa chặt xuống nữa nha, chặt xuống nhiều lắm. Nhưng mà hết lá dứa rồi. Thôi nấu thử từng này thôi. Rồi. Bây giờ mình đã lắp đặt xong. Bây giờ mình sẽ bật điện lên để nấu cái tinh dầu lá thơm, lá dứa. Đây là thời gian này các bạn, nó hiện thời gian để nấu bao nhiêu phút, bao nhiêu. Đây là nhiệt độ, mới bật lên là 29 độ, thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên. Lá dứa này không được bao nhiêu tinh dầu à các bạn. Các bạn nhìn nè, có tí thì tí tinh dầu. Không được bao nhiêu hết. Các bạn nhìn lá dứa này nó rất là ít tinh dầu. Đó, được có lớp mỏng thôi mà. Thôi, coi như là nấu thử nghiệm để xem thử thế nào thôi. Thấy cái lá này cũng thơm thơm, không có tinh dầu bao nhiêu hết. Chào các bạn.